Thì mình test về độ cứng của hai dòng sản phẩm cả nhà nhé. Này bây giờ mình sẽ bước lên để cả nhà cùng trải nghiệm này. Đấy, nó đàn hồi rất là tốt, dù rằng là mình đạp vào thì khi mà mình bước chân vào thì nó sẽ bị lún, và mình nhấc chân lên thì nó sẽ trả hồi lại ngay như vị trí ban đầu này. Còn bên này là của dòng nệm cao su thiên nhiên Vạn Thành, bên này là dòng cao su thiên nhiên Vạn Thành. Đấy, bên này là sản phẩm cao su thiên nhiên. Thì khi mà mình đứng và mình trải nghiệm với độ cứng để mà đặt cả mình lên á, khi mà đặt người ngồi lên ở cái dòng hai cái sản phẩm này thì theo cảm nhận riêng của mình thì dòng nệm cao su thiên nhiên kim cương Happy Gold nó có độ cứng hơn một chút đỉnh, cứng hơn chút đỉnh so với dòng nệm cao su thiên nhiên Vạn Thành ở nhà nhé. Hello, chào cả nhà, rất vui là gặp lại cả nhà. Ngày hôm nay Hiên ở đây thì với cả nhà thì Hiên muốn chia sẻ cho cả nhà và muốn review cho cả nhà hai dòng sản phẩm nệm cao su thiên nhiên, đó là cái dòng nệm cao su thiên nhiên kim cương Happy Gold và dòng nệm cao su thiên nhiên Vạn Thành cả nhà nhé. Thì để bắt đầu vào review và so sánh sự khác biệt và sự giống nhau giữa hai dòng sản phẩm và cái lợi ích của mỗi dòng sản phẩm mang lại cho mình, để khi mình đưa ra quyết định mua một chiếc nệm hay mua sản phẩm nó phù hợp với cùng bản thân và gia đình của mình nhá. Thì trước khi vào video thì mời cả nhà vui lòng bấm nút đăng ký hoặc nút like để mỗi khi mà hiện ra video thì cả nhà sẽ nhận được video sớm nhất. Rồi, cảm ơn cả nhà. Rồi mời cả nhà thì đây. Thì đây là cái dòng nệm kim cương Happy Gold. Thì dòng nệm kim cương bên ngoài của dòng nệm kim cương Happy Gold thì để mà so sánh trực tuyến thì là bằng cái áo kiếng này và màu xanh nhìn rất là đẹp nha cả nhà. Thì đấy là bên ngoài, và bên này thì cái dòng nệm cao su thiên nhiên Vạn Thành standard là cũng là bên ngoài của mặc một cái áo kiếng và có chữ Vạn Thành. Thì để đi sâu hơn vào bên trong thì bây giờ Hiên sẽ mở ra cho cả nhà cùng xem. Thì bên trong của nệm cao su thiên nhiên hép Big Gold thì đây, thì nhìn trực quan vào thì cả nhà mình cũng thấy là cái nệm áo nệm của thiên nhiên kim cương Happy Gold á, thì nó cũng làm là bằng áo gấm Đan Mạch nha cả nhà. Và cái áo gấm thì được trần chỉ rất là đẹp này, và có trên cái áo gấm này có in nệm chữ nệm kim cương. Và còn sản phẩm bên trong cái lõi bên trong của nệm thì có một chiếc khóa của áo gấm, khóa rất đẹp cả nhà nhé. Đấy, bên trong thì có khóa để khi mà mình mở chiếc nệm ra, và khi mà mở chiếc nệm ra của dòng nệm cao su thiên nhiên kim cương Happy Gold ra thì nó là có màu trắng sữa nhá. Cái sản phẩm này là sản phẩm mới nhất của năm 2022. Thì dòng sản phẩm này thì có một lỗ mặt lỗ vuông này, một loạt lỗ vuông ở nhà nhá, và thiết kế rất là tinh xảo cả nhà. Mình cũng nhìn qua thì sẽ thấy này, cái thiết kế rất là tinh xảo và sắc nét. Viền này, độ đàn hồi thì tuyệt vời lắm cả nhà. Đấy, về độ lún này, thì trên nệm thì có dập chữ diamond kim cương á. Bên này thì gập chữ diamond và cái mặt trong thì được dập chữ là kim cương ở nhà nhá. Đấy, thì gồm một mặt trên là một mặt lỗ tròn, và mặt dưới là một mặt lỗ vuông. Nó giúp thông thoáng và khoáng khí. Và đây là cái dòng nệm kim cương. Thì còn cái dòng nệm Vạn Thành, về sản phẩm nguyên nệm Vạn Thành nhá. Nói về dòng sản phẩm anh thì cái điểm giống nhau của hai dòng sản phẩm này thì đều là có ổ gấm, nhưng mà cái ổ gấm của thằng Vạn Thành thì có thiết kế nó khác hơn một chút, thì được dệt chỉ và theo hình dạng tổ ống lưới cả nhá, nó giúp thông thoáng khí, và cũng được trên áo thì cũng có in chữ logo là nệm Vạn Thành rất là đẹp cả nhà nhá, cũng là làm từ áo gấm Đan Mạch có dàn 4 chiều cả nhà này. Và bên trong thì dòng sản phẩm nệm Vạn Thành thì cũng được in dập nổi dòng chữ Vạn Thành và một mặt lỗ tròn này, một mặt lỗ tròn, một mặt lỗ vuông, cũng là màu đặc trưng của sản phẩm năm 2022 là màu trắng sữa ở nhà nhé. Thì trong cái mặt giới này thì về mặt trên thì rất là nhiều mặt lỗ tròn này, thiết kế rất là tinh xảo, nó đều đẹp, rất đẹp cả nhà nhé. Và mặt lỗ vuông thì cũng rất là sắc nét. Đấy. Về cái dòng sản phẩm nệm kim cương Vạn Thành standard và dòng nệm cao su thiên nhiên Happy Gold, kim cương Happy Gold á, thì hai dòng sản phẩm này thì dù rằng là có tuổi đời nó phát triển, nhưng kim cương nó phát triển sau Vạn Thành, nhưng mà nhờ được sự yêu quý và sự săn đón và chào đón của thị trường thì dòng nệm kim cương hiện tại thì cũng là một sản phẩm là rất là hot và được nhiều người tin dùng ở nhà nhá.
Thì để mà ngoài ra thì bên trong là như thế, nhưng mà khi mà mình test về độ cứng này, để mình test về độ cứng của hai dòng sản phẩm cả nhà nhé này, để mình test được độ cứng cho cả nhà mình cùng trải nghiệm. Bây giờ mình sẽ bước lên để cả nhà cùng trải nghiệm này. Đấy, nó đàn hồi rất là tốt, dù rằng là mình đạp vào thì khi mà mình bước chân vào thì nó sẽ bị lún, và mình nhấc chân lên thì nó sẽ trả hồi lại ngay như vị trí ban đầu này. Còn bên này là của dòng nệm có chú thiên nhiên Vạn Thành. Bên này là dòng con chú thiên nhiên Vạn Thành. Đấy, bên này là sản phẩm con chú thiên nhiên. Thì khi mà mình đứng và mình trải nghiệm với độ cứng để mà đặt cả mình lên á, khi mà đặt người ngồi lên ở cái dòng hai cái sản phẩm này thì theo cảm nhận riêng của mình thì dòng nệm cao su thiên nhiên kim cương Happy Cool nó có độ cứng hơn một chút đỉnh, cứng hơn chút đỉnh so với dòng nệm cao su thiên nhiên Vạn Thành ở đây nhá. Hai dòng sản phẩm này thì về cái độ cứng hơn thì sản phẩm nệm kim cương Happy Cool nó có cứng hơn, cứng hơn dòng sản phẩm Vạn Thành. Thì để mà khi mà mình lựa chọn sản phẩm thì giả sử những bạn trẻ hoặc là những người mà thích nằm êm và mềm hơn một chút đỉnh thì dòng nệm cao su thiên nhiên Vạn Thành đó là một trong sản phẩm phù hợp. Và để có sự cứng và vững chắc hơn một chút đỉnh á thì nó chênh nhau không có nhiều lắm, nhưng mà về mặt nệm kim cương thì nó có sự cứng hơn. Thì gia đình mình mà thích nằm cứng thì sản phẩm nệm cao su thiên nhiên kim cương Happy Cool là sản phẩm rất là phù hợp để cho mình lựa chọn cả nhà nhé. Còn về cái nói về cái độ thời gian bảo hành thì trên hai cái tấm nệm này thì đều có hai phiếu bảo hành. Trên phiếu bảo hành của đây là cái nệm phiếu bảo hành của nệm thiên nhiên Vạn Thành sẽ đánh ra thì đều có quét cả cái rơ. Và bên này thì phiếu bảo hành của nệm kim cương Happy Cool này nha. Và hai sản phẩm này đều bảo hành là 12 năm cả nhà nhé. Hai sản phẩm này trên thị trường đều bảo hành 12 năm. Thì về giá cả giá thành thì dòng sản phẩm nệm cao su thiên nhiên của Vạn Thành và nệm cao su thiên nhiên của kim cương Happy Cool thì nệm cao su thiên nhiên Vạn Thành có nhỉnh hơn một chút. Nhìn có nhỉnh hơn một chút so với nệm cao su thiên nhiên Happy Cool ở nhà nhé. Và đấy là cái phần mà chia sẻ và review lại sự phân biệt, sự khác nhau và cái lợi ích của mỗi dòng nệm dành cho người dùng. Thì hy vọng qua cái phần chia sẻ như thế thì cả nhà mình sẽ hiểu rõ hơn về hai dòng sản phẩm, đó là nệm cao su thiên nhiên Vạn Thành Standard và nệm cao su kim cương Happy Cool. Tôi cảm ơn cả nhà cũng đã dành thời gian theo dõi đến video đến giờ phút này. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Bye bye, hẹn cả nhà vào video lần sau.